Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì vừa rồi có một số anh em hỏi em như vậy đây. Đó. Thì nuôi như vậy thì có kịp Tết hay không? À, rất nhiều câu hỏi như vậy nha anh em. Nhưng mà em lấy điển hình một câu hỏi như vậy ha. Để sẵn đây em trả lời cho anh em cùng xem và tham khảo thêm. Đó. Tức là anh em sợ cái mà chúng ta không kịp Tết. À, thì bây giờ đa phần là anh em hỏi như vậy đây. À, nhưng mà ngược lại tới cuối năm á, tới cái Tết dương lịch á, thì đa phần anh em lại hỏi ngược lại ha. À, làm sao để giữ nụ mai, làm có biện pháp nào để kìm hãm nụ mai. Đa phần anh em hỏi như vậy ở cái dịp cuối năm, Tết dương lịch đó, anh em hỏi vậy không? Bởi vậy từ cái câu hỏi này này nè, nên nó mới dẫn đến là cuối năm có câu hỏi ngược lại. Tức là hiện nay trong tháng 8 em vẫn chia sẻ và quay cho anh em xem á, là cái biện pháp chăm sóc mai của em hiện tại bây giờ em vẫn đang nuôi lá. À, tức là cái cây cây mai này nè. À, ví dụ như cây mai này ha. À, cái chồi lá này nè, hiện tại nó đang ra. À, nó đang còn xanh, còn non như vậy đây. Tức là bây giờ là tháng 8 âm lịch. Thì em vẫn tiếp tục nuôi lá tiếp. Cái cây này lúc trước nó bỏ trĩ anh em. Thì năm này em hay mắc công chuyện đi suốt nên không có xịt thuốc bỏ trĩ kịp. Đợt vừa rồi á, bỏ trĩ nó quất banh sát trong này nè. Thì khi em phát hiện một số lượng bỏ trĩ tương đối, mật độ tương đối là nhiều, thì em đã tập trung em xịt, thì bây giờ nó đã hết anh em. Những cái tầng lá mới bây giờ nè thì nó đã hết rồi ha. Lúc trước thì cách đây chừng 2-3 tuần anh em, bỏ trĩ nó quất banh sát cái đám mai luôn. Thì quay lại cái chủ đề về vấn đề và câu hỏi này các anh em đặt ra ha. Anh em sợ là cái mai chúng ta không kịp Tết. Khi mà em chia sẻ vấn đề mà em tiếp tục chăm 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 sóc cái mai, tiếp tục nuôi lá anh em, nuôi thêm một cây đọt nữa. Tức là cái cây đọt hiện tại đang non đang xanh là chưa tính nè, khi nó già rồi em nuôi thêm một cây đọt nữa. Nó thì anh em đặt câu hỏi là nuôi như vậy có kịp Tết hay không. Đó. Cái câu hỏi này lúc trước em cũng hay bị lắm, thời gian trước em cũng chăm mai của em cũng hay hay đặt câu hỏi này lắm, cũng dễ mắc phải cái trường hợp này lắm. Vì anh em xem người này, xem người kia, xem hết clip này, xem hết clip kia, người ta quay là hiện tại bây giờ những cái cây mai nó đã ôm nụ rồi, ôm nụ như ôm nụ rồi, mà anh em nhìn vô cái cây mai của chúng ta nó chưa có nụ, hay là nụ kim nó mới nhỏ nhỏ như mầm lá vậy thôi, anh em hết hồn, anh em hết hồn. Ủa cái mai của mình liệu có kịp hay không, sao chậm hơn của người ta, chậm hơn người ta, anh em sợ sợ chậm hơn người ta. Thì cái trường hợp này hồi đó ngày xưa lúc em mới học cấp trăm mai em cũng hay bị, hay cũng có cái lo sợ giống, có cái lo lắng cũng giống như vậy đó. Xem người ta rồi qua quan sát cây mai của mình là thấy cây mai của mình chưa có nụ, bắt đầu sợ sợ nó không kịp Tết. Đa phần vậy, và em cũng đã từng bị. Thì khi anh em đặt câu hỏi này á, thì em cũng sẽ trả lời và hỏi lại anh em hai câu hỏi ha. Là khi mà Tết á, anh em có thấy cây mai nào Tết nó qua Tết nó mới có bông hay không, hay là anh em chỉ thấy cây mai chưa Tết nó đã có bông rồi, tức là sao anh em, những cây mai nở trễ, nở không kịp Tết á, anh em có thấy không, anh em có thấy cây mai nào mà Tết nó không kịp bông không, có thấy không? Hầu như là em không thấy anh em. Cả một nguyên cái vườn mai Tết thì bắt đầu chở ra chợ đi chỗ này chỗ kia, còn tồn lại một số cái cây ở vườn là đa phần những cái cây nó đã nở rồi, hoặc những cây mai mới bông nó ít nó lưa thưa, chứ không có tồn lại cái cây nào mà nó chưa nở kịp bông Tết hết đó. Em chưa thấy, hoặc cũng có nhưng mà trường hợp nó rất 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 là ít.
mà em toàn chỉ thấy là cây mai chưa Tết đã nở không à. Em thấy rất là nhiều, ngược lại em thấy rất là nhiều luôn, chưa Tết đã nở không à, rất là nhiều luôn. Hoặc là nó có dấu hiệu nở, chưa Tết mà đã có dấu hiệu nở rồi, muốn nổ tung rồi, nó muốn nở mất đẻ lắm rồi, toàn là kìm hãm nó không à. Nào là đưa vô mát, nào là đưa vô máy hiên, đa phần vậy không à. Nên sẵn clip này thì anh em cứ trả lời câu hỏi đó trước đi ha, và đồng thời anh em phải xác định cây mai của chúng ta là cây mai gì. Ví dụ như cây mai Thủ Đức đi, giả Thủ Đức mà ghép nhiều mùa thì bây giờ nó đã ôm nút là bị chuyện bình thường, là đúng đúng với những cây mai mà người ta đi chợ. Đây cũng có hàng chợ nha anh em, đây những cây mai này, những cây mai mà em đi chợ Tết em sẽ đi chợ, ra chợ bán, tức là Tết rồi đi bán á, thì em sẽ làm cái mai nó nụ nó ngon, nó tròn, nó vàng, cuối năm nó sẽ vàng, nó nở đều, nở rộ bông bự để bán được. Thẳng với vấn đề với bạn là như vậy. Còn những cái mai mà gia đình cơ quan cho người ta mượn, cho người ta thuê thì em chăm bình thường lắm, bông nó bình thường thôi, 60-70% là được rồi, nhìn vô cái mai đó nó đều bông nguyên cái cây là được rồi, không cần phải kín rồi, không bị kín đâu, không cần vậy, không cần như vậy. Còn nếu anh em muốn cho cái mai nó nở giống như người ta quay ở những cái clip trên mạng đó thì anh em cứ cứ làm ha, cứ làm theo. Anh em cứ so đo là anh em làm theo, nếu anh em muốn ha, cứ làm theo, nhưng mà anh em phải theo xuyên suốt ha. Ai chỉ sao thì anh em phải theo xuyên suốt như vậy, và anh em cũng phải có một cái kỹ thuật để chúng ta chăm, chúng ta quan sát. Cuối năm chúng ta phải có một cái kỹ thuật để biết được cây mai nó có nở bậy hay không, và có kỹ thuật hạn chế cây mai nó bị sốc nhiệt ở cuối năm, nó bị xào lá ở cuối năm. Vì khi anh em chăm một cái cây mai ấy, có nụ ấy, cuối năm ấy, nó đủ độ chín, đủ độ căng, đủ độ vàng để cho đạt cho cái bông nó chín mùi luôn, để cái bông cái mai nó xuất sắc luôn á, thì anh em phải có kỹ thuật canh ở dịp cuối năm ha. Phải có kỹ thuật giữ được cái nụ mai nữa, nó không có đỡ bậy nữa, chứ không anh em không có còn những cái kỹ thuật đó, cuối năm anh em chỉ thường xảy ra một cái những cái sai lầm nhỏ thôi. Ví dụ anh em lỡ có tưới thiếu nước, hoặc là lỡ có thời tiết thay đổi xào lá, chờ mưa rồi mưa nắng nó bị xào, nó bị sốc nước sốc nhiệt là nó nở cái cây liền, nó dễ lắm. Đó thì anh em phải xác định như vậy. Còn không á thì anh em cứ bình tĩnh, miễn sao á anh em cứ có tàn lá là có bông ha. Anh em cứ làm sao á mà cái mai chúng ta cứ khoảng chừng 60-70% cái lượng bông so với những cây mai mà người ta già mùa người ta đi chợ Tết là được rồi. Không quan trọng ha, quan trọng nhất là Tết giữ được bông. Tết giữ được bông. Chứ chúng ta đừng có sợ là Tết không có bông. Không có đâu nè, Tết không kịp bông là không có, không có xảy ra đâu. Nên anh em đừng có sợ. Đó, thì clip này khẳng định với anh em một điều rằng cứ có lá xanh là có bông, cứ quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được tàn lá. Anh em không quan trọng là nụ lớn nụ nhỏ so với người ta làm gì hết, những anh em mới thì không quan trọng, không quan trọng nụ to nụ nhỏ, vì anh em cũng chẳng biết cái giống của mai của mình là giống gì, nên anh em cũng chẳng bắt chước được. Và như cái thể trạng của cây mai của người ta nó khác với thể trạng của cây mai của anh em, nên nó không có giống nhau được. Nên chia sẻ một cái kinh nghiệm với anh em rằng anh em cứ giữ cái tàn lá xanh cho em, nó đừng có vượt lóng là được, miễn sao cứ ra chồi đều đều, đừng có vượt lóng, mà giữ được cái tàn lá xanh mướt là được, cứ tết lấy lá ra là bông ok. Rồi chia sẻ thêm với anh em nha, xin chào.